tất cả anh em nha. Hôm nay cửa hàng nông cơm em dẫn dâu em giới thiệu với quý vị một dòng sản phẩm máy nổ. Cái này một máy có đề nha anh em. Máy này rất hot ở dân miền Tây. NFA D8. Đây. Giang Ma NFA D8. À, anh em thấy không? 85 PS 2007 tua, mắc là 2850 tua, dung tích là 3.82 lít. Rồi mã số. Đó anh em có thể thấy không? Con này nó có đề nữa nha anh em, đây nè. Có cục đề. Boe lửa. Nó có thể quay nữa nè anh em. Anh em thích thì anh em có thể quay được. Một hơi nữa em sẽ vừa đề vừa quay cho anh em coi đây nè. Này nó có cái e đây nè. Đây nè, con này thì phải nói là tuyệt đỉnh luôn nè. Anh em thấy không? Mới tinh luôn. Phải nói là mới kinh khủng khiếp luôn. Nhìn nè, anh em nhìn nè. Quạt gió nè, inox đồ nè, anh em thấy không? Nè. Đó, những cái chi tiết của nó phải nói là còn rất 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 là mới luôn anh em ạ. À. Đây nè, ốc 7 màu luôn nè anh em thấy không? Đu ly nè. Con này nó bên đó nó dính nó chỉnh xe rùa anh em. Nước còn 7 màu luôn. Nước xanh luôn nè anh em thấy không? NFA D8. Đó anh em thấy không? Ngoại hình nó còn khá mới luôn. Vô vọng rồi còn đầy đủ hết. Đây. Con này nó xài bu đứng nha anh em. Đó anh em thấy không? Đề viết rồi nè. Còn rất mới luôn. Đó anh em thấy không? Cái này là lốc nhôm nên những cái đường chỉ nó găng á. Đó anh em có thể thấy không? Đó, được dầu đó. Con này cũng xéo nha anh em. Đây nè. NFA D8. 8 người rưỡi. 2006 tua. Mắc là 2775 tua, dung tích là 382 lít. Số cuối là số series. Đó anh em thấy không? Rết nước rồi là anh em thấy không? Rất mới luôn anh em. Đó, ốc S rồi nè anh em không? 7 màu luôn. Này bóng báo nhớt điện nè. Anh em nhìn thấy con heo không? Rất mới luôn, mới phải nói là từng chi tiết luôn. Bếp kim nè anh em. Rồi để em test nổ cho anh em nghe. Rồi kêu anh Thảo đến test cho anh em nghe. Hang hang. Hang hang. Nổ nổ dùm máy nè. Để em nổ trước con này cho anh em nghe. Rồi hơi nữa em quay. À, mà cắm cắm vô nổ đi. Đây. Da lên da bên đây nè nè. Đó anh em thấy không? Nổ còn nguyên luôn. Luôn.
quá dữ. Không có miếng khối luôn anh em. Phải nói là TF là nổ rồi, vô địch luôn. Rồi chích còn kế bên luôn đi. Đó, mấy anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với ông chủ của em 0913948706 hoặc là 0972547272. Cho anh em coi. Mấy anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với lại ông chủ của em 0913948706 để biết thông tin rồi giá cả của hai em siêu phẩm này NF3D8 hai con, nói là đẹp xuất sắc luôn, đẹp kinh khủng khiếp luôn. Quá dữ luôn. Có không? Mở được không? Thì bắn ốc này anh em. Đó trời, tôi quay kìa. Đánh giá, đánh giá. Bình luận nói là chiêu trò cắt ghép này nọ đó, em quay trực tiếp cho anh em xem luôn, từ lúc test cho tới lúc mẫu rồi luôn á. Đó, mấy anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ với ông chủ của em 0913948706 hoặc là 0972547272 đó, để biết thêm giá cả rồi phương thức thanh toán rồi vận chuyển như thế nào vậy đó. Rồi mấy anh em thấy hay thì cho em một like, một chia sẻ nha, nhớ subscribe kênh em để xem những video mới nhất nha anh em. Để em sau khuya cái tấm này lại để em làm cái hình nền cho nó đẹp. Rồi, ok, xin chào tạm biệt mấy anh em nha. Chúc anh em buổi tối vui vẻ. Ngày 27 này thì em nghỉ Tết và tới ngày 6 sẽ khai trương lại nha anh em.
chào anh em.